Rồi, thêm ăn. Tôi cùng với bên Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Phan Đình Kho, số quân 76 16 22, sư đoàn mấy? sư đoàn năm đồng binh, trung đoàn 7 tiểu đoàn 3, bị thương tháng 2 năm 1975 tại Trung Đức, Tây Ninh. Ở vùng cơ thể nào? Cơ thể bị thương của tôi về chân trái và tay phải. Rồi. Hôm nay ngày 22 tháng 8 2024, 2 giờ trưa, Nam tôi có nhận được 100 đô qua nhịp cầu nói bên kia. Cho đồng bào tôi. Tôi có nhận được 100 đô do cháu Văn Kim thay mặt gia đình cố Nguyễn Lời, cố bị động quân Nguyễn Lời, gửi về cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chúc gia đình cố bị động quân, biệt động quân Nguyễn Lời luôn nhiều sức khỏe, thuận lợi công việc, trong công việc bình an và hạnh phúc. Cầu cho linh hồn cố Nguyễn Lời được chuyển hành nơi diệt tổ.